Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về tiểu sử ca sĩ Lương Gia Huy, ông vua nhạc sàn của Việt Nam. Ca sĩ Lương Gia Huy tên thật là Lương Đình Hiệp, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1980. Anh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến là một ca sĩ hát nhạc trẻ và nhạc trữ tình của Việt Nam, được nhiều khán giả biết đến và yêu mến. Huy sinh ra trong một gia đình có 4 anh em trai. Huy là người kế út, mồ côi mẹ từ nhỏ nên sớm rèn luyện cho anh ý thức và một nghị lực lớn để vươn lên trong cuộc sống. Anh sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên. Anh cũng chính là học trò cưng của ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn qua nhiều năm, nhưng anh chưa có dịp tổ chức lễ bái sư. Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ, anh không nhận học trò một cách đại trà mà tùy thuộc nhiều vào chữ duyên và cách sống của người nghệ sĩ đó. Có lẽ nhờ ấn tượng bởi sự lễ phép và sự nghiêm túc trong nghệ thuật, không chiêu trò, không sợ căng đan, hình tượng của Lương Gia Huy luôn giản dị và thân thiện bình dân trước khán giả. Và sự hiếu thảo của Lương Gia Huy được thử thách qua nhiều năm, nên sau nhiều lần suy nghĩ, ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn đã chấp nhận ước nguyện của Lương Gia Huy được tầm sư học đạo. Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của gần 200 khách mời, ca sĩ Ngọc Sơn căn dặn học trò về ba đạo lý một người học trò phải khắc cốt ghi tâm, đó là sự hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế. Bên cạnh đó, ông Hoàng Nhạc Xến bất ngờ giới thiệu cô con gái nuôi tên là Kim Tuyền, hiện đang làm quản lý cho nam ca sĩ Lương Gia Huy. Ca sĩ Lương Gia Huy tham gia hoạt động văn nghệ và văn nghệ phong trào từ lúc còn đi học. Huy theo nghề tay ngang với vốn tự học là chính. Thời gian đó, Huy không đủ chi phí để học nên đa phần là mua sách nhạc về tự học. Năm 1999, anh tập tành bắt đầu đi hát. Đến năm 2000, anh gặp mẹ nuôi là danh hài Kim Ngọc. Bà đã dẫn dắt anh vào nghề chuyên nghiệp. Mẹ nuôi giới thiệu cho Huy được hát tại một số sân khấu lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ như sân khấu Cầu Vồng, sân khấu Trống Đồng. Cuộc đời Huy mang ơn hai người má nuôi tên là Ngọc. Năm 2005, Huy gặp mẹ nuôi của danh hài Hoài Linh cũng tên là Ngọc. Bà đã giúp đỡ Huy rất nhiều để phát hành album Von 1 Em Có Hiểu Lòng Anh. Trong cuộc đời, Huy biết ơn hai người má nuôi tên Ngọc suốt đời. Anh là người con gốc của miền Trung nhưng sinh ra tại xứ chè Thái Nguyên, nên nương ca sĩ Lương Gia Huy sở hữu một chất giọng khá lạ, vừa trầm ấm, truyền cảm, vừa mang chút âm điệu đặc trưng của miền Bắc. Điều này tạo nên một Lương Gia Huy phong cách riêng, không lẫn với bất cứ giọng hát của ca sĩ nào và được khán giả biết đến với biệt danh là vua nhạc sàn. Về chuyện đời tư của Lương Gia Huy, anh quen biết DJ Trích Trè vào năm 2011. Cả hai nhanh chóng hẹn hò, yêu thương và tiến đến kết hôn một năm sau đó. Bà xã DJ Trích Trè luôn hỗ trợ và đồng hành cùng nam ca sĩ trong nhiều sản phẩm âm nhạc. Họ có với nhau một người con trai. Sau một thời gian, Lương Gia Huy đã xác nhận anh và bà xã DJ Trích Trè đã ly hôn sau 10 năm gắn bó. Theo nam ca sĩ, nguyên nhân chia tay là do cả hai không còn đồng điệu trong cuộc sống hôn nhân. Lương Gia Huy cho biết anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau tan vỡ. Anh hy vọng dù chia tay thì cả hai vẫn luôn trân trọng nhau. Trên trang cá nhân, DJ Trích Trè cũng chia sẻ mong muốn cả hai cùng hướng tới tương lai tốt đẹp. Hiện tại, cặp đôi đang tiến hành để giải quyết việc nuôi con và những vấn đề liên quan khác. Gần một năm công bố ly hôn với DJ Trích Trè, Lương Gia Huy bất ngờ khoe vợ mới cùng con trai vừa đầy tháng trong buổi tiệc hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiệc đã quy tập nhiều đồng nghiệp tên tuổi. Vợ hiện tại của Lương Gia Huy tên là Thùy Uyên, sinh năm 1998 và kém nam ca sĩ 18 tuổi, quê tại Gia Lai. Trong suốt thời gian tìm hiểu và đi đến hôn nhân, cô luôn đứng sau ủng hộ và đồng hành cùng Lương Gia Huy. Vợ trẻ cũng chính là quản lý hiện tại của nam ca sĩ. Cô giúp anh sắp xếp công việc hàng ngày. Trong cuộc tình đầu không trọn vẹn, lại là người kín tiếng trong việc chia sẻ đời sống trên trang cá nhân, nên nam ca sĩ cùng bà xã Thùy Uyên quyết định không công khai thông tin hôn lễ với mọi người, mặc dù cả hai đã tổ chức lễ cưới nhỏ ra mắt nhà gái tại Gia Lai trước đó. Bé trai thứ hai nhà Lương Gia Huy tên khai sinh là Lương Đình Gia An, tên thường gọi ở nhà là Jacky. Tại buổi tiệc, Jacky cũng được chuẩn bị trang phục màu trắng giống với bố mẹ. Và cậu cả Lương Đình Gia Vĩ, con trai lớn của DJ Trích Trè và Lương Gia Huy cũng có mặt trong dịp đặc biệt này. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.